Chào các bạn, rất vui hôm nay Hóa Trầm Hojita chúng tôi có điều kiện giao lưu về trà săn tuyết với một cậu em ở trên suối Gia tại cơ sở của bạn ấy. Thế thì ở đây là bạn ấy có tất cả là các cái mác trà này. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mác trà. Thế thì tôi sẽ làm một cái series để bạn ấy sẽ chủ động giới thiệu từng cái mác trà và cái đặc điểm nhận dạng cũng như là khi sử dụng thì các bạn thưởng trà ấy, thì các bạn sẽ thấy nó khác như nào. Ok, chào Dũng. Dạ vâng, em chào anh. Dạ vâng. Thế thì anh em mình đã giao lưu về vấn đề trà, thẩm một số các cái mác trà với em cũng như là đã uống thử một cái dòng trà đấy, trà bạch trà mà uống đến tận 12 nước đúng không? 12 nước đúng không? Thế thì là hôm nay thì anh muốn là chú trình tự giới thiệu cho mọi người biết các cái mác trà của bên em ấy để mọi người có thể hiểu chi tiết hơn khi nhìn một cái sản phẩm trà săn tuyết. Dạ vâng, thì hiện nay bên em thì trà săn tuyết em đang có 6 mác. 6 mác trà. Rồi. 6 mác trà thì em đang đề cao nhất là 6 mác trà. Đầu tiên là một cái loại dòng trà vua của loài trà. Rồi. Trà săn tuyết. Rồi. Bạch trà. Rồi. Vâng, đây là bạch trà thì em để lên. Dạ vâng. Em sẽ Rồi. Đây là một cái mác trà gọi là bạch trà của bên em. Đó. Đây là bạch trà. Vâng, đây là bạch trà. Đây, đây là một cái nhận diện là bạch trà bên em là. Dạ. Đó. Thì đây nó, đây em sẽ cho vào một cái đĩa để okay. Cho bên anh để anh dùng. Dạ. Đó. Cái đặc điểm nhận biết của cái bạch trà này như nào ấy? Nhận biết của bạch trà. Thì thứ nhất em cứ để hẳn xuống dưới. Nhận diện của bạch trà thì cái cánh trà ấy. Cái cánh trà của bên em thì nó sẽ khác biệt hơn là cái màu tuyết của nó sẽ lông màu nó sẽ trắng hơn. Rồi. Nó sẽ trắng hơn và sau khi đó thì em sẽ cái quy chuẩn của em ấy, nền men ấy thì nó lại nó màu sáng và sau khi đó cánh của nó thẳng. Đó. Đây nó có những cái thẳng, cái nó vừa là móc câu. Rồi. Thì đó là nhận dạng bên trà bên em. Rồi. Dạ. Về cái hương vị khi mà cánh trà đang khô này mình ngửi thì cảm nhận về hương vị nào ấy? Thì cái hương vị này của em thì hương vị nó thanh nhẹ tươi mới. Rồi. Và tươi mới thì nó có một cái vị rất đặc biệt của trà bạch. Rồi. Mà uống vào thì nó mùi hương vị đầu tiên là mùi hương vị cây hoa cỏ rừng. Rồi. Của trên đỉnh núi Suối Gia. Và sau khi đó thì uống vào thì cái vị trà nó sẽ dày vị hơn. Uống nó sẽ bền nước. Rồi. Và dày vị, có vị trà này nó sắc vị hơn. Rồi. Đã, và nó không có một cái vị chát nhiều. Cái dòng bạch trà này cũng là trà lên men một phần đúng không? Vâng, lên men khoảng đến 70-80%. Rồi. Thì nó sẽ oxy hóa, nhưng mình sẽ oxy hóa này nó vừa phải để làm sao để mình sẽ có một cái vị trà nó sẽ ngọt ngọt như nó ngọt dịu hơn. Rồi. Dạ. Thế bây giờ mà cứ cái cánh khô như này mà bây giờ em nhấm thử thì em sẽ cảm nhận là cái các cái vị của nó nhỉ. Dạ. Em cứ nhấm cho cả vị. Cái vị trà ấy, cái vị trà thì nó đầu tiên ăn vào thì cái hương của nó hương mùi hương vị có một chút là hương vị lan một xíu. Hoa lan á. Vâng, hoa lan. Được. Và sau khi đó thì nhai vào thì sau bắt đầu cái vị của nó ngọt ngọt nhẹ, có một cái lượng đường trà thụ. Cái lượng đường này không có gì nào mà cả cái lượng đường này lượng đường rất tốt. Đã vào thì cái vị nó ăn xong rồi thì bắt đầu nó ra hẳn bã thì nó có một cái vị nữa. Vị nữa nó gần như một cái trái táo chín. Rất ngọt.
mà mình ăn là như kiểu là mình đang thưởng thức như một cái kẹo ô mai ngày xưa, ô mai dây. Gần như không có bị chát nữa. Vâng. Anh đang ngấm thử. Ok. Về cái phô trà mà để làm ra cái trà Sam Tuyết này, phô trà tươi em, dạ, thì là như nào? Bên mình chuyển như nào? Cái phô trà tươi thì bên em sẽ mua những người cũng quy hoạch một số để mua, thu mua lại của bà con. Rồi. Là thu mua của bà con thì cũng chia sẻ những cho bà con là hái làm sao đủ tiêu chuẩn. Rồi. Mà đủ tiêu chuẩn thứ nhất là không bị phí trà. Rồi. Mà bà con thì cảm thấy hái ra một cái, những cái búp trà bà con thì cũng có cái trân trọng. Trân trọng là nâng niu, là trân trọng là đầu tiên là mang được cái phẩm tươi về đó. Nguyên liệu tươi về cho những người thợ trà như bên em ấy. Thì bà con cảm thấy nó hưng phấn và háo hức. Mà về cái tuổi của cái cây trà mà khi em cho bà con nó hái và để thu mua ấy, đã, thì là cái tuổi của cây trà khi mà hái ra cái phôi này, cây trà khoảng bao năm? Cái phôi phẩm của cây trà này là bà con hái từ những cây trà 3 đến 400 năm tuổi, tối thiểu nhất nữa là đến 200 năm. Tức là cây cũng rất già. Dạ vâng. Đây là hái là một tôm đúng không? Không có lá đúng không? Vâng, đây là gọi là nếu để nói là tôm, nếu mà người Trung Quốc gọi là bạch. Như mình đây cũng là gọi theo bạch, bạch thì nó là trắng mà. Vâng, đây màu rất trắng. Nó là bạch tuyết. Dạ vâng. Để các bạn đợi một chút nhé, thì tôi sẽ hái một cái búp trà tươi và để cho các bạn hình dung. Đây, tôi vừa hái mấy cái gọi là búp trà tươi để cho bạn Dũng ăn giới thiệu. Em giới thiệu một chút cho mọi người về cái vấn đề tôm lá. Thật ra thì đây là một cái phẩm. Rồi. Phẩm đây là phẩm tươi. Rồi. Đây gọi là bạch trà. Rồi. Đây gọi trà tôm. Rồi. Đây là nó có một cái búp lông màu. Rồi. Tuyết trắng. Rồi. Thì sẽ ra một cái sản phẩm nó màu trắng như này. Rồi. Đó. Thì nó sẽ màu trắng. Tức là cái tôm nó là cái búp này thôi đúng không? Vâng, cái búp đây. Đấy, như cái mà em đang cầm đây là một tôm một lá đúng không? Vâng, đây em đang cầm là một tôm một lá. Rồi. Vâng. Thế còn một cái là một tôm hai lá này. Đây là một tôm hai lá. Đây một tôm hai lá thì mình sẽ theo quy chuẩn. Rồi. Thì mình sẽ làm cái dòng trà khác. Rồi. Dòng trà khác, ví dụ như nhà hồng trà. Rồi. Và sau khi đó là trà xanh. Rồi. Trà xanh truyền thống. Rồi. Và sau khi đó lại là những phẩm hoàng trà nữa. Rồi. Để nó sẽ tinh tế hơn. Rồi. Đã. Đây, còn là cái một tôm duy nhất. Đây, đây là chính là cái mà để làm ra cái trà bạch trà đây. Bạch trà. Còn đây là một cái dòng trà em đặt tên là gọi thanh trà. Thì thanh trà nó cũng là một cái trà xanh, dòng trà xanh. Nhưng mình sẽ làm biến đấu theo một chút này của công nghệ của người Nhật. Thì làm nó sẽ có cái hương vị tươi mới hơn. Rồi. Và hương nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi. Dạ. Tức là nếu thế thì cái bạch trà chỉ duy nhất là lấy một tôm thì mới làm ra được bạch trà đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Đây này, nó hình dữ đây, nó trắng tinh. Nhưng sau khi đó lại được theo như em chế biến ấy. Thì nó sẽ chuyển thành màu trắng bạc. Đó. Đây các bạn nhận biết nha. Cái bạch trà là nguyên tắc đầu tiên là phải đầu nguyên liệu đầu vào là một tôm này. Đấy. Thì cái trà Sam Tuyết ấy nó sẽ có cái phấn cái lông mao, nó sẽ có cái màu trắng. Để nếu mà tôi cạo ra các bạn nhìn nó sẽ khác màu nha. Đấy, cái bản chất cái màu trắng là chính là cái màu của lông mao ấy. Thế thì khi mà pha trà ra này thì ở những cái nước mà tầm khoảng thứ 2 thứ 3 ấy là cái lông mao này nó thôi ra ngoài nước khá là nhiều. Và cái quá trình pha thì đến nước tầm khoảng thứ 8 thứ 9 ấy, nó sẽ giảm dần đi. Nó sẽ ít, nó sẽ không còn nhiều nữa. Đó là một. Với thứ hai nữa là khi mà cái quá trình mà lên thành phẩm thì màu về cơ bản nó vẫn có cái lớp lông mao phủ, nó vẫn về cơ bản màu trắng là nhiều. Và tất nhiên là những cái màu ở phía cái mặt màu khác màu này
Đây các bạn thấy cái mặt phía trong nha, màu nó hơi thẫm hơn không? Màu đen đen đúng không? Đúng rồi. Thì bản chất nó là như này. Các bạn nhìn nhé, cái lớp lông mao chỉ bao ở bên ngoài thôi. Thì còn cái ở phía trong đây. Đấy, các bạn nhìn thấy có cái lớp này nó sẽ là lớp xanh đúng không? Đấy, thì cái lớp này này khi mà chế biến xong thì nó sẽ chuyển màu. Đây, nó sẽ chuyển sang cái màu hơi thẫm. Đó, đấy là cái đặc điểm nhận biết của trà San Tuyết mà cái dòng bạch trà. Thế còn là thưởng thức như thế nào, vị ra sao thì tôi đã có một clip thưởng bạch trà mà thưởng đủ 12 nước. Thì các bạn có thể xem lại cái clip đó để các bạn biết được. Thế còn để thực tế thì cái này các bạn lên thưởng thức trực tiếp thì mới có thể cảm nhận được. Chứ còn nếu mà cứ nói mà tả không thì nói chung là mình chỉ còn là về lý thuyết thôi. Đó là cái bạch trà. Bạch trà thì giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm đầu tiên và cũng rất nổi tiếng của trà San Tuyết. Thì chỗ tôi đang ngồi ở đây là Suối Giàng nha các bạn nhé. Suối Giàng, ở xã Suối Giàng ở Văn Chấn, Yên Bái. Đó. Thì nhà bạn Dũng thì bạn ấy sản xuất trực tiếp các cái sản phẩm, các cái mác trà từ phôi là trà San Tuyết cổ thụ của Suối Giàng. Thì cái hướng nội dung của giai đoạn tới về trà, tôi sẽ tập trung vào trà San Tuyết. Bởi vì cái dòng trà này nó theo tôi đánh giá là nó rất có giá trị. Thứ nhất là nó là một cái dòng trà mà trà organic 100%. Organic tức là tự nhiên, nghĩa là sao? Có nghĩa là trà nó phát triển được khai thác từ những cái cây trà mà có tuổi đời rất cao. Ít nhất là tầm khoảng 200 năm trở lên thì người ta mới khai thác. Còn cái trà mà non nó khoảng mấy chục năm ấy, thì người ta thường sẽ không khai thác, bởi vì cái phẩm trà nó kiểu nó không được nó gọi là gì? Chuyên môn nó gọi là gì ạ? Nếu mà cái trà non ấy. Trà non thì uống cái vị trà nó không được dày vị lắm. À, không được dày vị. Mà nó không được nhiều nước. Ừ, đấy. Yeah. Đấy. Có nghĩa là cái tinh chất ở trong cái bốc trà hoặc là cái lá trà nó không được nhiều. À, đấy một, với thứ hai nữa là từ những cái cây trà cổ thụ mà lâu năm như vậy thì cái phẩm trà sẽ ổn định. Có nghĩa là ví dụ sử như là các bạn trà sản xuất của năm nay với trà sản xuất của năm sau á, thì nếu mà lấy cùng một cái loại, ví dụ sử cùng cái loại là một tôm rồi một tôm một lá, một tôm hai lá, thì nó sẽ ổn định cái mác trà. Với điều kiện là khi khai thác với lại cái quá trình chế biến nó cũng ổn định nữa thì cái mác nó sẽ giữ như vậy. Nhưng tại sao mà ở trên này người ta sẽ khai thác như vậy, chứ người ta không khai thác ở những cây trà non? Đấy, tôi giới thiệu như vậy để các bạn biết đây là cái dòng trà, một cái dòng trà nổi tiếng của dòng trà San Tuyết nhé. Đây là bạch trà. Đó. Nếu các bạn quan tâm thì mời các bạn có thể đến trực tiếp chỗ bạn Dũng. Địa chỉ đâu em? Địa chỉ của em là thôn Bản Mới. Ừ. Thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ok. Đó. Thì các bạn có thể thưởng thức trực tiếp ở đây, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà các bạn ở dưới mạn đằng Hà Nội hoặc là gần ở các tỉnh lân cận, có thể qua chỗ chúng tôi nhé, ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, thì chúng tôi sẽ có những cái mác trà để cho các bạn thưởng thức. Đó. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.